Nhơn Trạch 21 giờ. Kênh thông tin chuyên sâu về bất động sản tại Nhơn Trạch. Được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày. Ngày 22 tháng 11, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diễn ra hội thảo thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ. Hội thảo do báo Tuổi Trẻ, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư, lãnh đạo các địa phương vùng Đông Nam Bộ, các thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí. Tại hội thảo, vấn đề lớn nhất đặt ra là mặc dù Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm, là cửa ngõ kinh tế của cả nước ra khu vực và thế giới, hàng năm đóng góp khoảng 38% GDP, gần 41% ngân sách, 48% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, song sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ lại chưa tương xứng. Một trong những nguyên nhân được xác định là do các điểm nghẽn hạ tầng giao thông. Dù nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng quan trọng đã được quy hoạch, được phê duyệt chủ trương đầu tư từ nhiều năm, song lại chậm tiến độ do thiếu cơ chế phối hợp, thiếu nguồn vốn, vướng giải phóng mặt bằng, v.v. Hiện mạng lưới đường cao tốc trong khu vực Đông Nam Bộ đang xây dựng nhưng tiến độ rất chậm. Cả khu vực mới chỉ có 90 km đường cao tốc được khai thác, khoảng 100 km đang xây dựng và chưa triển khai các tuyến khác. Hệ thống đường vành đai liên vùng chưa được phát triển, chỉ có một số đoạn ngắn ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Các tuyến quốc lộ cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên bị quá tải, giao thông đô thị chưa đồng bộ, thường xuyên ùn tắc. Tương tự, giao thông đường sắt, đường thủy, đường hàng không trong tình trạng lạc hậu hoặc quá tải, phân phối chưa hợp lý khiến hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí nguồn lực xã hội và ảnh hưởng đến hiệu quả dự án đầu tư. Các nghiên cứu cho thấy, chi phí cho logistics ở Việt Nam chiếm gần 21% GDP, cao hơn nhiều so với các nước trên thế giới, mà nguyên nhân chính là do nghẽn hạ tầng giao thông. Dự báo tới năm 2025, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, nếu không được cải thiện, thì tình trạng ách tắc giao thông trong khu vực còn trầm trọng hơn. Theo các chuyên gia, xu thế hiện nay là vẫn ưu tiên phát triển hạ tầng đơn lẻ theo từng địa phương trong vùng, chỉ thấy lợi ích ngắn hạn mà chưa thấy được tầm quan trọng và lợi ích lâu dài của mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng. Giải pháp được đưa ra là cần nghiên cứu và nhanh chóng thành lập quỹ đầu tư phát triển hạ tầng cho toàn vùng, chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra một cái thể chế vùng để thúc đẩy cái sự liên kết nội vùng phát triển. Muốn như vậy thì chúng ta phải có những cái quy định cụ thể cho các hội đồng vùng phát triển. Và đi liền với hội đồng vùng đó là cái quyền hạn của hội đồng vùng, làm sao cho cái hội đồng vùng đó có cái quyền hạn nhất định và các cái thành viên ở trong vùng người ta cảm thấy được cái quyền lợi khi tham gia vào trong cái hội đồng vùng đó. Và cụ thể là khi cái nguồn thu ngân sách của cả vùng mà tăng lên thì được để lại cho vùng để vùng đầu tư. Liên kết vùng sẽ giúp phát huy được cái tiềm năng lợi thế của các địa phương trong vùng và đồng thời không làm tổn hại đến cái môi trường của vùng. Đó là cái cơ chế và thể chế, và chính thể chế này sẽ giúp tháo gỡ cái ách tắc hiện nay. Dịp này, ban tổ chức cũng đã gửi đến Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp các đóng góp hiến kế của các chuyên gia, bạn đọc cùng công trình nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị hãy ấn nút đăng ký và nút chuông để nhận những thông tin mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày vào lúc 21 giờ. Xin cảm ơn.